Phim BL Thái Lan đẹp trai Kim post The Series tập 8, Kim và Pots cùng nhau thăng hoa, ta hoàng thật ra là ai? Nếu như ở tập trước các fan đã được thưởng thức tài năng diễn xuất nội tâm của nam diễn viên Apo Natawin trong vai Pots thì đến với tập này, vai trò này đã được chuyển giao cho Minh Pha Phung, thủ vai thiếu gia Kim. Tuy nhiên, màn thể hiện của anh chàng có phần một màu khi vẻ mặt buồn rầu, ủ rũ hay suy tư lại không khác gì lúc đang tức giận. Có thể nói, Minh cần phải cải thiện hơn rất nhiều về cách biểu cảm gương mặt sao cho đặc sắc, chạm đến người xem nhiều hơn. Là tập phim có rất nhiều đất diễn cho các tuyến nhân vật phụ. Trong đó đặc biệt phải kể đến cậu chủ Vegas đã và đang mang đến một làn gió mới cho Kim Post The Series. Anh chàng này cũng sở hữu những kỹ năng đáng gờm của một thiếu gia xã hội đen không thua kém gì người anh họ Kim của mình. Vì vậy, Vegas ác hẳn là đối thủ cân tài cân sức với nam chính nhưng cũng chính là nhân vật phản diện khiến khán giả phải căm ghét vì hết lần này đến lần khác xen vào phá đám chuyện tình của Kim và Potter. Trong tập này, đây chắc chắn là một trong những giai thoại được yêu thích nhất của phim tính đến thời điểm hiện tại vì rất nhẹ nhàng và sâu lắng. Mặt khác, bạn trai cũ của Kim đã bất ngờ xuất hiện. Quảng cáo. Kim Potter series tiếp tục cho thấy vì sao đã và đang là bộ phim đam mỹ Thái Lan được đón nhận nhất hiện nay đến với tập 08, không còn là những phút giây căng thẳng hay đấm đá bạo lực, mà thay vào đó là những cảnh ngọt ngào, thăng hoa của cặp đôi chính. Sau loạt cảnh ngược tâm của những tập trước khi Kim, Min Pha Phun và Potcher, Apo liên tục giày vào nhau, hai anh đã hoàn toàn trút bỏ những gánh nặng và thoải mái trao cho nhau tình yêu nồng cháy. Có thể nói, khí cạnh dịu dàng, ông Nhu luôn quan tâm bạn trai là hình ảnh vô cùng hiếm thấy. Đổi lại, chờ biến hóa thành chú mèo, rất hay làm nũng và cười tít mắt khi được nuông chiều. Thế mới biết được, cả Minh Pha Phung và Apple Natawin đã hoàn toàn hóa thân xuất sắc vào vai diễn. Loạt cảm xúc thăng hoa trong chuyện tình cảm của cả hai đã xuất hiện với mật độ dày đặc ở tập 08 nhưng đều khiến người xem vô cùng thích thú, hoàn toàn không có cảm giác quá đà hay bội thực. Không chỉ có vậy, các nhà làm phim quả thật còn rất đầu tư cho việc tức cảnh sinh tình của Kim Post, không thể phủ nhận những khung cảnh như thác nước nhân tạo hay hồ bơi đã góp phần làm cho các màn hôn nhau càng thêm sống động và trữ tình. Mặt khác, sự xuất hiện của tình cũ Kim có phần kỳ bí tăng thêm sự kịch tích cho phim. Ta Hoàng được giới thiệu ở những tập trước chính là người yêu trước đây nhưng đã bị Kim bắn chết vì phản bội lại tình cảm của anh. Thế nhưng, anh chàng lại bất ngờ xuất hiện ở cuối tập 08, dự báo cơn sóng ngầm chắc chắn sẽ diễn ra thách thức mối quan hệ của Kim và Potter. Kim Series đang cho thấy sức hút vô cùng lớn của mình khi nhận được sự đón nhận đông đảo của các fan yêu thích phim đam mỹ khắp cả châu Á. Phim được phát sóng hàng tuần vào 22 giờ 0 phút mỗi tối thứ Bảy trên Đài Oan 31 và 1 giờ sáng ngày hôm sau trên ứng dụng EQEE.